Bà Rịa - Vũng Tàu phong tỏa 2 tổ dân cư khi có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Sáng ngày 29 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận tỉnh này có trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2. Đó là ngư dân NVT, 29 tuổi, ngụ tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, đánh bắt cá ở vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Indonesia. Cách đây khoảng 10 ngày, anh T theo tàu cá cùng các ngư dân khác vào bờ ở huyện Long Điền. Chiều ngày 28 tháng 6, anh T có biểu hiện sốt, ho nên đến phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Khoảng 17:30 cùng ngày, anh T đến khám tại Bệnh viện Bà Rịa với biểu hiện sốt, ho, đau họng. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy anh T dương tính với virus SARS-CoV-2. Xét nghiệm real-time PCR tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho kết quả anh T dương tính. Ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra dịch tễ ngay lập tức. Đến 10 giờ ngày 29 tháng 6, CDC Bà Rịa - Vũng Tàu xác định có 215 F1 và đang tiếp tục truy vết. Trong đó, tại Bệnh viện Bà Rịa, lực lượng chức năng tìm được 182 trường hợp F1 và 8 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh. Các F1 được đưa đi cách ly tập trung, F2 cho cách ly tại nhà. Tại nhà của anh T và khu trọ có 17 người tiếp xúc gần F1, trong đó có 12 bạn ghe, 5 người đã về Quảng Bình, 1 người về Bình Định và 6 người ở tại Phước Tỉnh. Tại phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3, có 9 người tiếp xúc gần, nhưng CDC Bà Rịa - Vũng Tàu mới truy vết được 4 người, đang tiếp tục điều tra 5 người còn lại. Hiện toàn bộ tổ dân cư số 12 và 13 với 129 hộ, gần 500 nhân khẩu, ở ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền đã được phong tỏa. Ủy ban Nhân dân xã Phước Tỉnh đã thành lập 4 chốt kiểm soát tại khu vực trên. Ngành y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ hộ dân thuộc ấp Phước Tân. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.